cậu hai. Tôi đau quá vậy? Tôi biết rồi. Đau lắm hả cậu? Tôi đau quá. Tôi biết, cho nên tôi mới mang thuốc vô sức cho cậu đấy. Cậu ráng chịu đau chút nha, để tôi xức thuốc cho mau lành. Cậu đau lắm hả? Ráng chịu đau chút xíu nghe. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu. Cậu sao? Tuy đau, nhưng mà tay của chị xin thuốc em ơn thầy Nam nhiều. Thuốc này mát lắm. Chị sức thuốc gì cho con vậy? Chúng thuốc ngày hôm qua. Cái này á là rễ cây gái, tôi đâm với lại củ nghệ già, cho dầu mè vô nấu, chắc lấy nước. Cái này á là thuốc do tôi làm, không phải thuốc của thầy Nam đâu. Thuốc gì tự làm hả? Thuốc này á là do tôi tự làm, cho nên cậu hãy yên tâm đi. Thuốc này á làm vết phỏng mau lành lắm, rất nhiều người trị hết rồi. Tôi không có sức thuốc bậy bạ cho cậu đâu. Tôi biết là gì không sức thuốc bậy bạ cho tôi, nhưng mà đánh ba tôi khó lắm. Dì không nên để cho ông biết cái chuyện gì tự sức thuốc cho tôi. Ông mà biết la cho đuổi vậy đó. Trời ơi, tánh khí của ổng tôi còn lạ gì nữa. Cậu không phải lo đâu. Dì, tánh khí của ba tôi dì biết hả? Dì có quen ba tôi sao? Không, dì làm sao mà vinh hạnh quen biết ông chủ chứ. Ý tôi là tôi mới vô làm mấy ngày, nhưng mà tôi cũng hiểu tánh ý ông chủ phần nào, cho nên cậu hai đừng có lo. Mấy ngày nay tôi tuy mê man, nhưng tôi vẫn biết dì thức để chăm sóc cho tôi. Cảm ơn dì nhiều lắm. Với tôi á, cậu hai đừng có khách sáo. Xong rồi, bây giờ cậu uống thuốc rồi ngủ cho mau lại sức nghe. Rồi lát nữa tôi gom đồ giặt cho cậu. Cậu ráng lên, cậu uống thuốc nè. Ráng lên cậu, ráng lên. Lần đầu tôi được chăm sóc tận tình như vậy, tự nhiên tôi thấy trong lòng ấm áp. Cảm ơn dì nhiều nha. Nói vậy từ nhỏ tới giờ cậu hai không được ai chăm sóc hết sao? Cô má, bà thì bận từ sáng tới tối, chỉ có bà Bảy đã chăm sóc cho tôi. Nhưng mà bà Bảy cũng quần quật tối ngày chuyện trong nhà, cho nên tôi chỉ toàn lủi thủi một mình thôi.
Tội nghiệp cậu hai quá. Cậu đừng có nói nhiều, mất công á, vết thương lại đau nữa. Tối qua tôi thấy cậu trăng qua trở lại không ngủ được. Lúc mới uống thuốc, vết phỏng bớt đau thì tôi mới ngủ được một chút. Khi hết thuốc rồi, nhức quá, ngủ không có được gì hết. Người ta phỏng tay một chút đã nghe đau rồi, huống hồ chi cậu phỏng cả người như vậy. Cậu ngủ không được hay là để tôi hát ru cho cậu ngủ nghe? Gì bị khác sao? Ví dầu cầu chăm đông đinh, cầu tre lắc lẻo. Gặp gành khó đi, khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường. Ông chủ, nó xỉu rồi ông chủ. Ra ngoài lấy nước tạt cho mặt nó. Dạ. Dám đốt cao su của tao? Tôi không đốt cao su của ông. Bắt tải trấn rành rành, mày còn dám trôi hả? Dám làm thì dám nhận, tôi không việc gì phải trôi hả? Tôi không muốn đốt. Để tụi con cứng đầu từ bao lâu? Ông chủ, bọn công nhân nó tới kìa. Không có người.
Quay đâu đây? Đứng lại, muốn gì? Tụi bay, tụi bay làm cái gì vậy? Tụi bay, tới đây làm loạn hả? Chúng tôi không dám làm loạn, nhưng chúng tôi đến chỉ mong ông chủ xem xét đúng người đúng tội. Chúng tôi không đốt cao su của ông chủ. Thằng Hải lại càng không. Chính thằng Hải là người cứu cậu ngay. Thằng già này, mày mới nói nhảm gì vậy? Đi kìa mà nói. Cái gì mà nói cứu cậu hai? Cậu hai là tao cứu. Mạnh, tao quýnh cho mày quá tâm. Ăn nói bậy bạ cái chưa? Không đúng. Chính thằng Hải là người cứu cậu ngay. Chính tôi và thằng nhà tận mắt chứng kiến mà. Chứng kiến? Mày chứng kiến? Sao? Lao à? Con mắt nào mày thấy được cứu cậu hai? Chỉ có con mắt của tao và con mắt của mọi người ở đây đều thấy nó đốt cao su của ông chủ. Con mắt nào đáng tin nữa? Con mắt nào? Tụi mày cút hết cho tao. Bữa nay nếu không khai ra kẻ chủ mưu, nó chỉ còn con đường chết. Thương nó, lập tức khai thiệt cho tao biết. Đứa nào sử dụng mua chuộc tụi bay? Ông chủ, không có ai sử dụng hay mua chuộc tụi tôi hết. Ông thả anh Hải ra đi. Bằng không á? Bằng không thì sao? Tụi mày làm gì tao hả? Tụi mày uy hiếp tao hả? Tụi mày chán sống hết rồi. Bắt hết tụi nó lại cho tao. Dạ. Đừng đánh nữa, là tôi. Một mình tôi làm, là tôi hận ông, đốt cao su của ông. Mấy người kia không biết gì hết. Mày nói cái gì hả? Tôi nói là tôi hận ông, tôi đốt cao su của ông. Mấy người kia họ không biết gì hết. Dốt cho trong lòng, bỏ đồ đồ tới chết cho tao. Dạ. Trong đám tụi, đứa nào còn dám chống đối nữa? Nói đi, đứa nào? Đúng là rễ cây rái đâm với nghệ rồi. Bài thuốc gia truyền của dòng họ nhà mình, sao mà cô Bình cũng biết được? Ráng nghe con nghe. Dì Bảy, dì đắp thuốc gì cho con mà mát quá vậy? Có thuốc gì đâu con, đây là rễ cây rái trộn với nghệ vàng đó. Bài thuốc này hồi đó của bà ngoại con chỉ cho dì đó,
Dì làm cái bài thuốc này á, trị phỏng mau lành lắm. Dạ, con cảm ơn dì Bảy. Ừ, dì cháu mà cảm ơn dì con. Chỉ cần á, mai mốt này nè, nấu nướng rồi đi đứng cho cẩn thận, đừng có để xảy ra chuyện là dì đỡ lo rồi. Dạ, con biết rồi. Từ nay con sẽ cẩn thận hơn. Ừ. Dì dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gành khó đi. Mà sao giọng hát của cô đó y như cái giọng của con Bình vậy cả? Không lẽ... Chắc là không đâu. Là người giống người vậy thôi. Chứ con Bình năm xưa nó đã chết mất xác rồi, không thể nào là nó được. Nếu còn sống, nhất định nó phải về thăm mình với thằng Bình rồi, chứ không chờ tới giờ này đâu. Bà Bảy. Ừ. Dạ, bà chủ gọi. Bà làm gì đứng thẫn thờ ra đó vậy? Dạ. Tôi hỏi bà, thằng Xuân đâu rồi? Dạ, chắc cậu ba đi chơi đâu đó. Nếu bà chủ cần, để tôi chạy đi kiếm cậu ba về liền. Bà đi kiếm nó về ngay cho tôi đi. Dạ. Bà cầm cái gì trên tay đó? Dạ không có gì. Dạ rác. Dạ để tôi đi rửa. Dạ. Phượng ơi! Phượng! Tôi giúp anh với! Phượng đưa chú Bảnh vô một cái! Trời ơi! Chuyện gì vậy? Sao anh và chú thương tích này mình vậy nè? Chuyện dài lắm! Đưa chú Bảnh vô trước đi! Rồi anh kể cho! Dạ cấm rồi! Chẳng lên chú Bảnh! Gắn lên. Chú thấy trong người sao rồi? Chú không có sao đâu. Đưa anh. Chú uống nước đi. Thank you.
người gì đâu mà ác nhân thức đức vậy. Người ta đã già như vậy rồi mà cũng tha nữa. Em đừng có khóc nữa. Bây giờ hãy cùng anh nghĩ cách cứu anh Hải ra đi. Đã một ngày một đêm anh đã không được ăn uống gì đâu, là còn bị đánh đập, đây là không chịu đựng được lâu rồi. Ông cả tức đó, tưởng là hung dữ thôi, không ngờ lại bị ổi đê tiện đến như vậy. Dám dựng chuyện để hại anh hai của em. Hôm đó rõ ràng chính mắt em đã thấy anh hai nhào vô lửa để cứu cậu Hai Bình, vậy mà ông dám giành công. Em phải nói chuyện này với ông chủ. Thôi, con có gặp ông chủ cũng vô ích thôi. Ông không có tin đâu. Phải đó, mà em có tới, thằng Cai Tuất cũng không cho em gặp ông chủ đâu. Mình phải tìm cách khác thôi. Mà má con đâu, nãy giờ chú không thấy. Con cũng không biết má con đi đâu mấy ngày nay. Anh hai vì lo lắng nửa đêm đốt đuốc đi tìm má, cho nên mới bị ông Cai Tuất vu oan tội đốt rừng vậy đó. Cái gì? Dì Bình đi đâu mấy ngày nay? Em đang bối rối chuyện của má chưa xong, bây giờ thêm chuyện của anh hai bị bắt nữa. Em sợ lắm, em không biết làm sao hết á. Đúng là họa vô đơn chí mà. Biết đi kiếm dì Bình ở đâu bây giờ? Nếu như là lời anh Hải nói, dì Bình bị lạc ở trong rừng sẽ rất là nguy hiểm. Bình tĩnh, đừng có nóng, từ từ để chú nghĩ cách. Nghĩ cách gì nữa chú? Đúng là em người quá đáng mà. Tôi sẽ đi sống chết với thằng Cai Tuất. Anh Nhan, nghe lời chú nói, ngồi xuống đi. Bây giờ con ra đó chỉ có con đường chết mà thôi. Chết thì chết, chứ còn chịu hết nổi rồi. Ngồi đây nghe chú nói. Bây giờ con về láng, tập hợp anh em kéo nhau đi tìm dì Bình. Chỉ còn anh Hải. Thằng Hải bây giờ chỉ có cậu Hai Bình mới cứu được nó thôi. Cậu Hai. Còn con, con dạ. Tìm cách về biệt thự năn nỉ cậu Bình đến cứu anh hai con đi. Bữa đó tuy là cậu Bình bị lửa làm cho thần trí bất minh, nhưng mà chú tin cậu ta biết ai là người cứu mình. Vậy mà con không nghĩ ra. Đúng rồi, bây giờ con đi về biệt thự liền đây. Con đi nha chú. Vâng. Dạ. Em cứ ở đây lo cho chú Bảnh đi. Để anh chạy về láng kêu thằng Tý ra đây lo cho chú, rồi lúc đó em hãy đi. Vậy cũng được. Không cần đâu, chú tự lo cho mình được mà. Không được đâu chú, bây giờ chú đang yếu, đi đứng còn không vững, lỡ mà té xuống một cái thì khổ nữa. Phượng à, em ở đây lo cho chú nghe. Để anh kêu thằng Tý rồi hãy đi. Dạ em biết rồi. Anh Nhàn nói đúng á chú, bỏ chú một mình ở lại đây con cũng yên tâm lắm. Thôi được rồi, kêu thì kêu, nhưng mà mau tập hợp anh em đi kiếm dì Bình liền đi nha. Một mình ở trong rừng lâu quá không có đi đâu. Dạ, dạ. Con biết rồi, nhớ chờ anh nghe. Dạ anh đi đi. Rát lắm hả chú? Con tin là anh Bình sẽ cứu anh hai. Con mới nói cái gì? Anh Bình sao? Thật là cao minh, tính việc như thần luôn á. Một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn, vừa lấy được lòng tin của ông chủ, vừa nhổ được cái gai trong mắt. Uống đi. Đó. Vẫn chưa hả dạ của tao đâu. Tụi mày có biết cái chuyện bày ra cái bếp ăn của công nhân tốn của tao biết bao nhiêu tiền không?
Mà chưa hết đâu nha. Dám chọc tới cây thuốc này chỉ có con đường chết mà thôi. Dạ. Vô. Ổn. Ôi. Tớ đi báo cho ông biết, con Phượng sẽ đi tìm cậu hai. Mày nói cái gì? Con tớ đi báo cho ông biết, con Phượng sẽ đi gặp cậu hai và nhờ tìm cách cứu thằng Hải. Mày nói thiệt không? Dạ, con không dám nói láo đâu. Bây giờ con phải tập trung đám công nhân vô rừng để kiếm Di Bình. Di Bình nào? Di Bình má của thằng Hải. Dễ mất tích hôm qua nay rồi. Mọi người nghĩ là dễ bị lạc ở trong rừng. Bà Bình, má thằng Hải. Dạ. Thôi được rồi, đưa đây. Dạ. Lên xe đi, tôi chở bà ra. Dạ, tôi cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Dì Bình má của thằng Hải nấu cơm ở trong láng á. Ông Cai không nhớ hả? Tao nhớ rồi. Tụi nó nghĩ bà đi lạc sao? Dạ. Chắc bà đi lạc thiệt rồi. Qua tới nay tao cũng không thấy bà đâu hết. Bây giờ mày về, mày biểu tụi nó đi kiếm bà đi. Coi chừng bà đang bị chết đói hay là bị cọp tha trong rừng không chừng. Ông Cai không cấm tụi nó hả? Cứu người như xây bãi tực tháp, sao tao phải cấm? Giờ sao, còn chuyện gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi thì về đi. Dạ. Nhớ hạn chế gặp tao nghe chưa? Dạ. Khoan. Nếu mày dám phản bội tao, hay là để cho tụi nó biết chuyện này, mày biết hậu quả ra sao rồi chứ? Dạ con không dám đâu. Biết thì đi đi. Dạ. Không, để tao đi trước. Chết đi mày. Chống cự mày. Giác chết đi sống lại có làm cho mày khôn lên được chút nào không? Nhấn đầu nó xuống. Chết, chết mày. Nhấn đầu nó. Chết đi. Tôi chỉ mới là cảnh cáo thôi.
lần thứ hai, tao sẽ không kéo mày lên nhanh như vậy đâu. Mày có một phút để suy nghĩ trả lời. Nhận tiền để toàn mạng về quê cứ vợ. Còn bằng không thì mày sẽ chết mất xác dưới đáy sông lạnh lẽo này. Sống ở trên đời, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Đừng có ngu ngốc. Mày có chết rụt xương thì tụi nó cũng không cảm ơn mày đâu. Mày đừng có quên, mày chỉ còn một tháng nữa là mãn hạn công tra. Muốn chết hay về quê để đoàn tụ với gia đình. Nhấn đầu nó xuống. Chưa đi. Mày hả? Đừng, đừng. Tôi không muốn chết. Tôi đồng ý. Tôi làm. Án tử này chỉ tạm khởi thôi chứ chưa xong đâu. Mày dám không làm theo lệnh của tao thì dòng sông này sẽ là mồ chôn của mày, biết chưa? Tôi biết. Biết thì liễu hồn mày đó. Mọi người ơi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi không muốn làm như vậy đâu. Em không muốn bán đứa anh Hải đâu. Chú Bạch. Nha. Mọi người tưởng mày đi đâu thì ra mày ở đây. Mày bị sao vậy? Anh Nhàn, anh khóc hay gì? Tôi lén ra thăm anh Hải. Thì anh đang bị trói lại như vậy, lại còn bị tụi nó đánh đập. Tôi chịu không nổi. Đúng là quân khốn kiếp mà. Thế nào cũng có ngày bị quả báo à. Khi nào tụi nó chịu quả báo thì tôi không biết. Nhưng bây giờ chúng ta sống còn thua một con chó nữa. Thiệt là bất công mà. Chuyện quốc ức thì khoan hẳn nói. Bây giờ lo chuyện cấp bách trước đi. Chị Bình lạc ở trong rừng qua nay rồi, không thể để lâu hơn được. Chú Bạch nói phải. Mình mau đi tìm chị Bình đi. Anh em, mau tản ra kiếm chị Bình đi. Dạ. Chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Chị Bình. Chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Chị Bình ơi! Chị Bình! Chị Bình ơi! 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 Chị đang ở đâu vậy? Chị Bình ơi! Thank you.
em nè. Em đút cháo cho anh hai nha. Anh hai ráng ăn miếng cháo đi. Về chưa? Má chưa về. Nhưng mà anh hai đừng có lo. Anh Nhàn, chú Bảnh và anh em công nhân đang đốt đuốc vô rừng kiếm má. Mọi người nói là sẽ kiếm má khi nào thấy má thì thôi. Má đi mấy ngày rồi. Anh lo quá. Anh lo thì anh càng phải ráng ăn cho lại sức. Anh cố cầm cự để em đi kiếm cậu Hai Bình. Hôm đó rõ ràng là anh, rõ ràng là anh đã cứu cậu Hai, vậy mà bị ông Cao Tức vô quan. Không được, em không được đi gặp cậu Bình. Đủ nhà giàu đó không đáng tin. Anh không muốn em vì anh mà bị bọn nhà giàu ức hiếp bắt chẹt. Cậu Bình không phải là người như vậy. Cậu Bình nhất định sẽ cứu anh. Đi trong rừng ban đêm rất dễ bị lạc, nên em phải đi theo những ký hiệu mà anh và các công nhân đã đánh dấu. Em nhớ nhìn cho kỹ các sợi dây màu đỏ mà tụi anh đã cột trên thân cây cao su. Dấu dây màu đỏ? Cứ đi theo nó. Hả? Em sẽ ra khỏi bìa rừng. Chỗ này cũng có một dây. Vậy là đi thẳng hướng này. Cô em đi đâu mà vội vàng vậy? Anh chỉ hỏi nhỏ nhẹ thôi mà em làm gì chân mình hốt hoảng dữ vậy? Có phải em đang làm chuyện gì bỏ lắm phải không? Dạ không, không có. Con làm gì có chuyện mờ ám đó làm.